Ngày xưa lúc thơ bé ta thường bị ôi nách và khi con hôi lại và khi con hôi lại nặng mùi đã có lăng nách rệt sô na, mẹ bảo em xịt vô cho hết hôi. Để đề nghị ban giám khảo im mồm để cho em hát cái con nào mà cười đó, vậy cũng khai làng mà hát được luôn đâu. Và mẹ em cũng đi mai bởi vì mùi hôi. Mời đẹp, mời đẹp.